Xin chào tất cả các bạn, trên tay mình đang cầm chiếc laptop flagship của Huawei tại sự kiện Huawei APAC. Thì đây chính là chiếc Huawei MateBook X Pro, một cái dòng laptop cực kỳ cao cấp và nó được Huawei chăm chú rất là nhiều, từ thiết kế cho đến cấu hình cho đến tất cả mọi thứ xung quanh nó. Chứ tôi muốn chia sẻ với anh em về thiết kế của nó trước. Thì cái chiếc máy này nó cho một cái cảm giác cầm rất là thích, rất là đã. Cái cân nặng của nó chỉ đâu đó khoảng 1,2 kg mà thôi, và nó làm từ vật liệu hợp kim, nhôm và magie. Nhưng mà cảm giác mà chúng ta sờ lại cái chiếc laptop này á, nó làm cho mình liên tưởng đến cái vật liệu được hoàn thiện trên những chiếc Lenovo ThinkPad vậy, cho chúng ta một cái xúc giác nó tương tự như thế. Nó không phải là một cái cảm giác lạch lạch như là những cái vật liệu kim loại khác. Mặc dù đây vẫn là kim loại nha, nhưng mà nó vừa nhẹ nè mà nó vừa cho chúng ta một cái cảm giác cầm cực kỳ đã. Và mình cực kỳ thích sờ vào cái phần mặt vỏ của cái chiếc Huawei MateBook X Pro này. Rồi cái điểm tiếp theo đó chính là trackpad. Thì anh em nhìn này, nó rất là lớn, nó được làm sát ra tận cái viền của phần khung máy luôn. Đó, tức là cái phần gờ của chúng ta nó cũng sẽ là cái trackpad luôn. Và cái trackpad này nó là còn touch tương tự như là trên những dòng laptop cao cấp sau này như của MacBook hay là của Dell XPS 13 Plus vậy đó. Tiếp theo là về màn hình, chúng ta sẽ có một chiếc màn hình có độ phân giải lên đến là 3,1K. Cụ thể hơn thì cái độ phân giải của nó là 3120 nhân cho 2080, và nó cũng sẽ có cái tốc độ làm tươi là 90Hz. Nó sẽ mượt mà hơn so với một cái màn hình laptop 60Hz. Và như anh em thấy là mình đang thao tác trên màn hình thì tất nhiên là chiếc màn hình này nó cũng sẽ hỗ trợ cảm ứng, và nó sẽ mở rộng thêm khả năng cũng như nó mở rộng thêm một số những cái mà cách chúng ta có thể sử dụng với một chiếc laptop. Rồi và ở phía trên màn hình này chúng ta sẽ có một cái webcam, và nó cũng sẽ hỗ trợ AI và một số những cái tính năng, ví dụ như là chúng ta có thể mở được về cái follow cam, tức là khi mà nó sẽ tự động bắt cái người ở trong khung hình và nó sẽ cho chúng ta một cái khung hình cân đối nhất. Và ngoài ra chúng ta còn một số cái tính năng khác, ví dụ như là virtual background nè, nó sẽ có những cái background phía sau và nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm nhiều cái sự tùy chọn hơn cho webcam của chúng ta. Và cái webcam này thì nó sẽ có độ phân giải là 720p. Và cái màu sắc nữa thì đây cũng là một cái màu sắc rất là mới trên laptop của Huawei. Mình nhớ không là hình như gọi là silver blue thì phải. Đó, một cái màu xanh và nó được làm nhám, nó sẽ hạn chế mồ hôi ở bên tay. Thì nhìn chung với Huawei MateBook X Pro, một cái dòng laptop cao cấp như thế này, thì Huawei họ chăm chút rất là nhiều về ngoại hình cho đến tất cả các tính năng ở bên trong. Và nếu như có những thông tin nào nhiều hơn về chiếc máy này thì mình sẽ chia sẻ với anh em trong một bài viết sau, hoặc là trong cái video lần sau. Ok, anh đang nghĩ sao về chiếc Huawei MateBook X Pro này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới, và nếu như anh em video hay thì quay like, share và subscribe cho kênh YouTube của Tinh Tế. Và mình là Gia Huy, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.